Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Social TV. Video hôm nay tiếp tục cập nhật hành trình của đàn gà con nha cả nhà. Hôm nay thì bé Phạm Tiết Nhung, Phạm Thiên Ngân cùng với MC Diễm Quỳnh đang di chuyển về thành phố Châu Đốc để kịp buổi biểu diễn tối đêm nay. Đây là một buổi biểu diễn cực kỳ lớn. Phạm Tiết Nhung và Thiên Ngân cũng đã chuẩn bị nhiều bài hát về Phật pháp, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước. Theo như MC Diễm Quỳnh chia sẻ thì tâm thế của Tiết Nhung với lại Thiên Ngân hôm nay rất là thoải mái. Trên đường đi các bạn liên tục cười đùa và Tiết Nhung cũng có live stream lại chia sẻ đoạn đường về Châu Đốc, An Giang của mình cực kỳ vui vẻ. Thỉnh thoảng xe cũng ghé lại để mua các đồ ăn vặt. Tại vì các bé còn nhỏ nên việc đi xa như vậy rất là thích thú. Và trong đêm nhạc tới đêm nay thì trong live stream Tiết Nhung cũng có chia sẻ có thể là em sẽ cùng với Trường Sang có những bài song ca, nhưng cũng tùy theo tình huống của chương trình nữa cả nhà. Do đó chúng ta hãy cùng chờ đợi một chương trình có ba bạn trẻ Tiết Nhung, Thiên Ngân, Trường Sang đến với vùng đất thiêng Châu Đốc, An Giang biểu diễn trong đêm nhạc Phật pháp. Khi ai nấy cũng biết tin này cũng rất là vui mừng và đang hóng theo những cái buổi livestream của Phạm Tiết Nhung. Trên trang cá nhân của mình thì Trường Sang cũng như vậy, có chia sẻ hai anh em trên đường đi diễn tại Châu Đốc, An Giang và phần hát ngẫu hứng trên xe với ca khúc Phiên Chợ Đời sáng tác Mạnh Quỳnh. Chúc mọi người có một buổi chiều vui vẻ và an yên. Vậy là Trường Sang đi riêng một chiếc xe, Tiết Nhung đi riêng một chiếc xe. Trên xe của Trường Sang thì có thêm em trai là Trường Huy. Hai anh em cũng đã nghêu ngao hát bài Phiên Chợ Đời của sư phụ Mạnh Quỳnh rất là hay. Và có up là một clip nhỏ nhỏ để khán thính giả xem. Trường Sang thì vừa lái xe cũng vừa nghêu ngao hát. Và dạo gần đây Trường Sang trông rất là chững chạc. Có thể nói sau những biến cố thì Trường Sang rất là nghiêm túc mỗi khi phát biểu trên trang cá nhân của mình. Và sau đây xin mời ông bà cô chú chúng ta hãy cùng xem một đoạn clip nho nhỏ mà Tiết Nhung đã quay lại hành trình đi về Châu Đốc, An Giang nhé. Hát đi em ơi, không chị ơi. Không. Bo gì có 50. Đúng rồi. Đúng rồi, ba Diễm em mới cho có 500 sao rồi, biết đưa được 50 ngàn nữa. Mà bo 50 ngàn là giàu sao lắm rồi. Bây giờ tiền nè, biết không? Con không nhớ nữa. Con không có rành như là cái ghe. Kia. Cái mấy cái ứng dụng ở cái kiểu vậy, ứng dụng mà lấy mình kiếm tìm tiền đi. Mình về mình cài vô. Cái mạng có mà YouTube có đó, thật chị. Bao nhiêu á, tương ứng là bao nhiêu đồng? 100 mà là tương ứng bao nhiêu đồng? Đồng Việt Nam hả? Dạ đồng Mỹ á. Ồ vậy luôn á hả? Vậy nãy giờ có được bao nhiêu đồng rồi? Tính tiền Mỹ á con không biết nè. 50 đồng chưa? Đồng lên 1 triệu mấy lần á cô. Vậy 50 đồng là 1 triệu mấy lần. Ừ. Để được 50 đồng chưa? Không, không biết, không tới đâu. Thử được 50 đồng mà vẫn đi ăn đi. Khi nào được 50 đồng đây con vẫn đi ăn nha. Chắc cũng lẹ lắm. Vẫn đi ăn uống sương sương rồi đó cô, hiểu mà đúng không? Đúng không cô? Cô ơi, em mời chụp hình. Bé Ngân sơ hở là quăng miếng. Vậy á? Nãy giờ nó quăng gì ta? Nè lúc này mặt ốm nè, sao lúc nãy mặt kỳ vậy? Tại em nằm vậy nè. Không ai nói gì đâu. Em đưa góc độ cho bé nó nồng quá. Mua mắm nói gì đâu. Mua mắm về ăn là mắm là gì? Mắm đi. Mắm. À mắm về ăn. Mắm gì vậy anh ơi? Mắm gì? Bây giờ em ước gì mà bây giờ ta? Bây giờ mình đi sớm mình ghé mình mua cái gì đặc sản nha. Giờ bao giờ hả? Bây giờ rồi. Bao giờ thì cổ thì ơi, em ơi em không thấm ơi luôn đi. Em không thấm spam chị hoài là chị click em luôn á em. Thấm ơi chị sợ em quá à. Thấm ơi đang nôn nao gặp chị ở Thái Lan cuối tháng 7 này. Ok em ra là Nguyễn ghé Châu Đốc ăn bún cá. Dạ thôi mọi người còn no rồi, mọi người nãy mọi người ăn quá trời rồi. Biết không, họ khổ tâm của những người điền răng về An Giang em quay MV á. Xong đã không? Cái số mắc cài cái dây mà điện mắc cài nè, nó vàng khè luôn. Trời ơi, cái màu xéo đi kiếm bác sĩ không kịp luôn á. Ê Ngân chỗ này quen vậy Ngân? Cái màu nghệ á. Ngân chỗ này quen nè. Không, không có ra. Có quảng trường không? Ở đây nó vẫn có quảng trường đúng không chú? Có không?
phải, giống như đường phố đi bộ chú. Không có. Không có chung hả? Khúc nào? Từng cái đường bữa mình đang ở Sài Gòn chung gì đó. Thấy con Phạm Trung ơi, mắm dưới đó ngon lắm. Mắm 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 gì chú? Marina giống như Sài Gòn á. À, mắm Thái, mắm cá đúng không? Rồi mắm ngon. Sao Thiên Ngân ít nói vậy? Dạ, bình thường á nói nhiều quá, là nãy giờ nó nói nhiều quá nó mệt rồi á cô ơi. Chưa khẽ lông mi được. Anh ta mới dâm cảm. Thốt nốt kìa, thốt nốt nữa. Là gì? Là ơi, ai mới tặng về à, ai mới tặng chăm sao nữa nè cô, ai mới tặng chăm sao nữa nè. Chăm sao nữa hả? Wow, đã quá vậy. Vậy đã giờ được bao nhiêu sao rồi? 600 sao rồi. Ôi, mọi người cố gắng ba tèo cái Nhung ngàn sao đi. Đúng rồi, xong rồi cô Quỳnh hát cho mọi người nghe. Hả? Trời ơi, cái của mình dễ lẹ lắm á. Nè trời ơi, quá là yeah. Trời ơi, lẹ lên lẹ lên. Cô gặp mình tìm tìm gặp quá mà bắt tài đổi giới tính luôn á. Ấy, chị mua giùm em đi. Nhón nhón mang máy xuống dưới luôn đi. Thằng gì nữa? Từ từ bé Trang. Trang ạ. Rồi, mà kiến cho mình kêu. Ok luôn. Hello mọi người. Em đang cầm điện thoại giùm cho bé Nhung. Hiện nay bé Nhung đã nhận được 600 sao rồi. Nếu như mọi người yêu thương bé Nhung thì mọi người tặng thêm bé Nhung cho đủ 1000 sao nha. À, hiện nay đang dừng lại ở đâu ta? Ở đây. À, tiệm gạch quá. Gà. Cô có tắm rồi. Kẹo chứ một bụi gà. Có ăn không? Con mua nè. Tặng sao mà thôi, làm cái sườn này lấy hộp xí muội. Ngân nó mê xí muội lắm á mọi người. Cô cũng mê nó lắm. Có xí muội, cái thèm rượu vang quá hả? Ồ, cái đó là con, cái đó là con. Dạ, dạ. Khô có bự hơn không? Cô cho con thêm bịch nữa. Cho con thêm bịch nữa. Mấy bóp thì lấy. Thôi lấy ba bóp đi. Ba bóp. Dạ, tiền coi. Ba bóp, có quá tàm. Thì cái tiệm này nè, hỏi hết nhiều. Từ từ hỏi xíu mũi nữa. Tại hiện nay 34 với lại 50 là 74. Dạ. 74 thì còn lại 26. Ngân ra chị kem luôn. Ngân. Dạ không, Ngân xe ăn kem cũng được. Chị đâu gặp đâu mà lên thần nó mập hơn nè. Có đắt chưa chưa? Ăn chưa tắt không? Dạ không. Rồi. Dạ được rồi con. Vậy là hãy là hậu nhiêu quên rồi. Giờ hỏi con 26.000. Em mới đúng là đánh vấn như không tin. Trả lại 26.000. Em mới đúng là make up như không make up luôn á. Ui là trời, giờ nhìn ngoài nè. Bây giờ nó thấm vô rồi nè chị. Thì dặm lại là vừa. Make up như không make up gì? Dặm lại là vừa. Dạ. Cũng không sơ sơ. Dạ không. Trời em gắn xong chưa mới được con hả? Đúng. Cô tặng 100 sao con nhận được không? Là 100 sao đó của cô hả? Con không biết không, nữa. À con nhận em được rồi. Ấy da. Kêu ẩn nhớ anh ra vừa. Lâu lâu xin. Lấy cái hũ muối ra cho nội nhung. Ừ. Tối sao từ từ hồi cái chỗ mà xin vệ sinh đó. Dạ. Dạ sẽ lâu lâu được rồi. Thôi. Trời ơi ngon quá. Ừ thèm phúc long quá đi. Cơm đó đi. Trời tự nhiên xuống đây là tự nhiên. Cho con cục xí muội đi. Ngon quá à. Chứ bây giờ hả? Kẹt sổ ở đâu? Mọi người liên kết với ngân hàng là sẽ được mua sao tặng á. Lê Nhung. Bây hả? Ừ. Mở mắt tài kìa. Anh ơi, anh ăn xí muội không? Chứ muội ngon thiệt nha. Ăn một cục được không? Thêm chưa hữu không ngon à? Ăn một cục hết luôn được không? Được. Mặn không? Mặn. Không, mặn mặn ngọt ngọt á. Em ăn từ từ thôi. Bên bển hình đi xem bên bển có xoài á. Ngon quá à. Ừ. Sao biết vậy? Nó gửi hình đến chọc ghẹo kìa. Dạ. Bên đó có xoài à? Nhắn tin lại chúc mọi người ngon miệng. À, Nhung đi bển xếp xoài qua đi. Nhung xoài làm bữa kìa. Ba Tèo còn coi không ạ? À? Xếp xoài qua đây với, cho con với ba ơi. Chắc không còn coi quá à. Tặng nó không sao tao lặng lẽ ra ngoài. Đúng rồi. Ừ, bên đến xoài bưởi thì le kìa. Cái gì lại thua vậy? Cái này mang theo rồi. Cái này sắc là mang theo nào. Ừ. Có gì đẹp nè. Có gì đẹp là cái gì cũng có. Để đang coi mà. Kiểu ánh dương á phải không? Có đang coi không chị? Alo alo. Em sẽ gọi đại bàng ở bển. Ngon quá.
đâu hả? Em đi Châu Đốc. Em đi Châu Đốc. Để con coi. Núi Sam. Cái gì? Con bị lạnh rồi mày không biết không? Ừ. Chú có mấy người để em biết mua trà đá hả? Chú không mấy người. Trà đá với xe mùi ok phải không? Làm phiền chú ghé mấy chỗ nào mà có coi đồ sao nữa không? Mấy đồ ướp lạnh á. 24 giờ à. Không, dạ. Cái người tặng sao cho Nhung hình như cũng phải đăng ký mới tặng được hả Nhung hả? Đăng ký liên kết. Có, đăng ký được liên kết tài khoản ngân hàng. Đúng rồi, người ta